Xin chào tất cả các anh em nha. Video như thế cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp Bilo Network. Con này chạy trên tảng BNB Smart Chain các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn link phần mô tả của mình mở Telegram chat chatbot nha các bạn. Mình sẽ nhận được 25 token có kiểu là Bilo nữa các bạn. Một token Bilo có 0.5 UTT rồi bấm bấm sau này góp nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join kênh group kênh seller nữa các bạn. Follow website, register website. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Join nhóm chat nè bạn. Rồi các bạn bắt đếp đây nha bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow kênh seller nè. Rồi các bạn bắt đếp đây nè. Tiếp tục thì các bạn follow fanpage nè. Tại Twitter và gửi quyết trên Pinbot nè. Và chạy phiên các bạn. Rồi các bạn gì theo dõi nè các bạn. Các bạn like và tại quýt tại bài dưới game lên các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn làm hai tách anh ta. Con này chạy trên tảng BNB Smart Chain các bạn. BS20 tổng cũng có 5 cũng hơi cao các bạn. Tiếp tục Facebook thì các bạn like các bạn, Instagram và bạn follow các bạn. Rồi tiếp tục các bạn đăng ký cái website của nó các bạn. Thì các bạn nhấp vào cái website của nó thì nó ra một cái giao diện như thế này nè các bạn. Các bạn bấm vào research các bạn. Rồi các bạn đăng ký full name, last name, rồi email, password, xác nhận password các bạn. Rồi bấm bấm vào register nha các bạn. Rồi sau khi tất cả anh em bấm vào register thì ra thông tin như gì thì tất cả anh em chỉnh sửa thông tin up anh đại diện này nọ đâu nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em nên bấm vào nút submit detail nha các bạn. Bấm đòn hoặc join kênh trên nhưng chat không join seller không thì bấm đòn nha các bạn. Mình đã join rồi mình bắt đầu rồi các bạn. Làm cho lâu lắc thêm. Chết. Rồi tất cả anh em bấm đòn nha. Rồi tiếp tục thì anh em gỡ lại đường tờ Twitter bờ profile link tờ Twitter mình nhớ tất cả anh em. Thì tất cả anh em mở thì tất cả anh em dùng vào trang cá nhân của mình vào qua cho các tin cùng bạn copy chia sẻ giúp cho khay nhớ tạm lấy cái link Twitter của mình nữa bạn vì mình đã sang qua đây cho mau các bạn copy link. Bạn nào không biết thì xem lại những rồi các bạn gửi nha bạn. Tiếp tục thì gỡ được đường link profile Facebook nha bạn. Facebook thì các bạn cũng vào trang cá nhân của bạn copy đường link Facebook của mình nha các bạn. Tiếp tục thì gỡ được đường link Instagram của mình nha các bạn. Nếu mà lấy những đường link này mà các bạn không biết lấy link nữa thì gọi luôn. Sợ các bạn biết bán token này nó đâu. Tiếp tục thì các bạn điền lại địa chỉ email của website các bạn đăng ký Bilo các bạn. Thì website các bạn vào mail nhớ vào mail kiểm tra bạn. Có mail về mail complete thì vào mail complete còn không có thôi tất cả các bạn. Hồi nãy nó không yêu cầu, chắc không quá. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain cho các bạn. Các bạn dùng địa chỉ với ETH với chocolate hoặc là BNB Smart Chain với chocolate cũng được.
Rồi các bạn tìm địa chỉ BNB Summit Chain nha các bạn, hoặc là địa chỉ ETH cũng được nha các bạn. Các bạn sao chép lên nè. Rồi mọi người chúng ta tiếp tục. Rồi hỏi có join kênh Telegram không, nhóm chat không thì bạn bấm Z nha bạn. Rồi bạn bấm Z luôn các bạn. Tiếp tục của bạn bấm sao xe tiết để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Mình đã nhận được 25 token Bilo rồi bạn. Đây là đường dép của tất cả các bạn để lên dép chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy mình video mình giới thiệu thêm các bạn một chương trình AirDrop nữa nha các bạn. Chào gửi đến các bạn một chương trình AirDrop nữa là các bạn nhận được 15 token có cái hiệu là REBKF nha các anh em. Đây là dự án reward đi qua nha các anh em. Thì để tham gia án này các bạn click phần link mô tả bấm nút start nè. Sau khi bấm start xong các bạn bấm join AirDrop nha các bạn. Join AirDrop xong thì các bạn join kênh group kênh seller nè các bạn follow Twitter chờ Twitter nè, Binbot nè, subscribe kênh YouTube rồi bạn bấm nhận giúp submit đi tên nha các bạn. Rồi các bạn bấm don nè. Tiếp tục các bạn gửi lời Twitter của mình nha, profile của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi link YouTube của mình nha các bạn. Đâu sao đứng máy luôn người ta. Tiếp tục gửi đường link YouTube mà. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với EC20, địa chỉ với chocolate, máy chocolate Intercan, địa chỉ NH của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một sao tiết nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được tài khoản mình nha các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 15 token reward nha các bạn. Thì token này nó cập nhật sau video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.